không cần bỏ ra số tiền lớn lên đến vài chục triệu đồng để mua iPhone 12 Pro Max hay là Galaxy S21 Ultra, mà chỉ với hơn 3 triệu, các bạn đã có thể sắm cho mình những chiếc smartphone có hiệu năng ổn định, thời lượng pin sử dụng lâu dài. Vậy thì sự lựa chọn đó là gì? Hãy để Chi tư vấn cho các bạn trong video ngày hôm nay nha! Bắt đầu thôi nào! Thì mình muốn show cho các bạn xem báo cáo thị trường của ZFK tại hai khu vực đó là Hà Nội và Hồ Chí Minh. Top 5 smartphone bán rất chạy trong phân khúc từ 3 đến 4 triệu để các bạn tham khảo nhé. Nhìn vào bảng thống kê thì các bạn cũng có thể thấy rằng là trong phân khúc giá rẻ, những chiếc điện thoại đến từ Samsung thì vẫn được người dùng Việt Nam ưa chuộng hàng đầu như là em A02s này, A03s và Galaxy A12. Và bên cạnh đó thì một số mẫu điện thoại đến từ Trung Quốc như là Oppo A15s hay là Redmi 10 cũng đang bán rất chạy. Rồi, bây giờ thì mình sẽ phân tích chi tiết từng chiếc máy một để các bạn lựa chọn xem đâu sẽ là chiếc máy phù hợp với các bạn nhé. Nằm đầu trong danh sách ngày hôm nay cũng chính là chiếc smartphone có mức giá rẻ nhất, chỉ 3.090.000 đồng. Đó chính là Galaxy A02s. Và mình thấy rằng chiếc máy này sở dĩ được người dùng ưa chuộng chính là bởi thiết kế cầm nắm rất là đầm tay và chắc chắn. Mặt lưng của máy thì mặc dù bằng nhựa đấy, nhưng mà Samsung rất là tinh tế khi thiết kế kẻ sọc nổi bật, tạo nên sự cuốn hút và rất là bắt mắt. Chính vì nằm trong phân khúc giá rẻ lại còn thuộc top thương hiệu hàng đầu thế giới, nên là sở hữu Galaxy A02s các bạn sẽ có một cấu hình đủ dùng với những tác vụ nhẹ trên con chip Snapdragon 450 nha. Và máy sẽ có màn hình là IPS LCD rộng 6,5 inch vừa tay. Cảm biến vân tay sẽ tích hợp kèm ngay ở nút nguồn, mình thấy mở khóa vô cùng tiện lợi và nhanh chóng. Galaxy A02s còn được đánh giá cao ở thời lượng sử dụng pin là 5000mAh kèm với con chip Snapdragon tiết kiệm pin, nên là các bạn có thể yên tâm sử dụng máy trong khoảng một ngày nhé. Thậm chí là có thể sử dụng sang ngày thứ hai nếu như các bạn chỉ dùng máy để nghe gọi. Chiếc máy thứ hai mà Chi muốn giới thiệu tới các bạn đó chính là em Galaxy A03s. Em này là phiên bản nâng cấp của Galaxy A02s về cấu hình nha. Mặc dù con chip Helio P35 nó không vượt trội trong phân khúc giống như là em Redmi 9T với con chip Snapdragon 662, nhưng mà máy vẫn đảm bảo cho các bạn chơi những tựa game đồ họa nhẹ và lướt web, Facebook hay là xem YouTube một cách ổn định. Kèm theo đó thì các bạn sẽ có viên pin là 5000mAh, có thể sử dụng liên tục trong khoảng từ 7 đến 8 tiếng. Bên cạnh đó, theo như mình thấy thì sở hữu những chiếc điện thoại đến từ Samsung, từ phân khúc giá rẻ cho đến phân khúc cận cao cấp, các bạn còn có một đặc quyền vô cùng hấp dẫn, đó chính là bộ quà tặng đến từ Galaxy Gift. Từ đó thì các bạn sẽ có rất là nhiều voucher giảm giá khi mua sắm tại trung tâm thương mại hoặc là uống trà sữa rồi là xem phim này. Ngoài ra thì so với các điện thoại đến từ Trung Quốc ấy, thì các bạn còn có một cái điểm hấp dẫn hơn, đó chính là về trung tâm bảo hành. Và như các bạn thấy đấy, thì Samsung hiện nay có rất nhiều trung tâm bảo hành trên toàn quốc và mình thấy là gần như tỉnh thành nào cũng có một cái. Điều đó thì khiến cho các bạn là bảo hành sửa chữa sẽ dễ hơn rất là nhiều đúng không? Như vậy, tổng kết lại thì Galaxy A02s và Galaxy A03s mình thấy sẽ phù hợp với những bạn mà cần một chiếc smartphone có thương hiệu tốt này, thiết kế cầm nắm tốt này và không có nhu cầu quá cao về hiệu năng, chỉ cần một chiếc máy để giải trí cơ bản thôi, nhưng đặc biệt là vẫn phải đảm bảo về chế độ hậu mãi tốt nha. Còn nếu như các bạn có nhu cầu cao hơn, các bạn cần một chiếc máy có hiệu năng tốt này, pin khỏe và camera lớn, thì Chi sẽ tư vấn cho các bạn một sự lựa chọn khác, đó chính là em Xiaomi Redmi 10, và em này cũng là chiếc smartphone đang rất hot trong phân khúc chỉ hơn 3 triệu nha. Ngay từ ngày đầu hãng công bố thì máy đã được các game thủ săn đón bởi sở hữu hiệu năng ấn tượng đến từ con chip Helio G88. Và trên kênh của mình đã có một video đánh giá rất là chi tiết rồi, anh em nào quan tâm thì có thể click vào để tham khảo nhé. Ngoài ra, điểm nhấn của em Redmi 10 còn ở tần số quét 90Hz. Và nhờ đó thì trong quá trình sử dụng, các bạn sẽ có một cảm giác vuốt chạm rất là nhanh, mượt, chẳng khác gì một chiếc smartphone cao cấp cả. Và viên pin của em này là 5000mAh, thì các bạn có thể yên tâm sử dụng trong khoảng một ngày. Kèm theo đó thì hãng cũng rất là chu đáo khi chuẩn bị cho các bạn một củ sạc là 22,5W đi kèm theo máy, giúp các bạn có thể sạc máy nhanh hơn nha. Tuy nhiên các bạn ơi, chính vì hot quá nên là em Redmi 10 này đã bị cháy hàng sau một thời gian mở bán. Và nếu như mà anh em nào quyết tâm mua em này có lẽ phải chờ thêm một thời gian khá là dài đấy. Còn nếu như các bạn đang nóng lòng muốn mua quá rồi, một chiếc smartphone tốt đảm bảo về hiệu năng để chơi game cho phân khúc chỉ hơn 3 triệu ấy, thì Chi sẽ tư vấn cho các bạn sự lựa chọn hấp dẫn hơn, đó chính là em V-Smart Aris. V-Smart mặc dù đã bị khai tử từ lâu, nhưng mà các bạn ơi, những chiếc điện thoại này vẫn không ngừng hot trên thị trường, bởi vì là hãng vẫn công bố rằng vẫn đảm bảo cho các bạn bảo hành hậu mãi là trong vòng 18 tháng và 1-1 trong vòng 101 ngày nha. Và mình thấy là một trong những điện thoại V-Smart hot nhất hiện nay đó chính là em V-Smart Aris. Em này thì nổi bật với con chip và Snapdragon 730 mạnh mẽ, và mình thấy là nó chỉ xuất hiện trên những máy cao cấp hoặc là cận cao cấp thôi nha.
Đó chính vì thế là Vespas Aris đứng đầu trong phân khúc giá rẻ trong mọi khía cạnh, từ màn hình này, hiệu năng và camera. Tuy nhiên thì mình thấy điểm yếu của em này đó chính là Vinpearl chỉ 4.000 mAh. Do đó thì em này sẽ có thời gian sử dụng thấp hơn khoảng tầm 1 đến 1,5 tiếng. Nhưng mà bù lại thì hãng lại trang bị cho các bạn công nghệ sạc nhanh siêu tốc là 18W, giúp các bạn có thể sạc đầy trong một thời gian ngắn thôi. Và hiện tại mình có tham khảo được thì Vespas Aris đang bán trên thị trường với mức giá loanh quanh khoảng tầm 5 triệu cơ. Nhưng mà đến với hệ thống di động thông minh, các bạn chỉ cần bỏ ra hơn 3 triệu. Như vậy là tiết kiệm được khoảng gần 2 triệu rồi là đã có thể sở hữu Vespas Aris nhé. Còn về hình thức của máy thì đây sẽ là máy mới, đã kích hoạt, còn nguyên hộp này, phụ kiện còn nguyên zin này. Và bên đây vẫn đảm bảo cho các bạn bảo hành trong vòng 18 tháng và 1-1 trong vòng 30 ngày nha. Và các bạn cũng lưu ý giúp Chi một điều rằng hiện tại Vespas Aris mà Chi đang tư vấn cho các bạn ý, là những chiếc smartphone số loại cuối cùng rồi và số lượng không có nhiều đâu, chỉ có 4-5 chiếc thôi. Bạn nào quan tâm thì hãy truy cập ngay đến link sản phẩm Chi để bên dưới để ring em nói nhé. Tiếp theo, cũng một sự lựa chọn rất là hấp dẫn trong phân khúc chỉ 3-4 triệu dành cho các bạn nữ thích một chiếc smartphone có camera đẹp thì các bạn cũng có thể tham khảo sang em Oppo A15s nhé. Em này thì với thiết kế khá là hiện đại, trẻ trung nên là mình thấy mang lại cảm giác rất là mạnh mẽ, cá tính. Và điểm nhấn của Oppo A15s đó chính là cụm 4 camera với độ phân giải là 13 megapixel. Và hãng trang bị đầy đủ tính năng hot trend như là camera góc rộng này, camera xóa phông hay là camera macro. Ngoài ra thì Oppo A15s còn mang lại vi xử lý là Helio P35 tương đồng với em Galaxy A03s ấy, với hơn 110.000 điểm AnTuTu, và máy có thể đáp ứng cho các bạn nhu cầu cơ bản như là xem Facebook này, YouTube này hay Instagram và chơi một số tựa game nhẹ ổn định. Như vậy trên đây Chi vừa tư vấn cho các bạn những sự lựa chọn rất là hấp dẫn trong phân khúc chỉ 3-4 triệu. Ngoài những sản phẩm mà Chi giới thiệu ra thì các bạn còn biết sản phẩm nào không? Hãy để lại comment bên dưới chia sẻ với mình nhé. Và các bạn đang quan tâm đến sản phẩm nào thì anh nhanh tay truy cập vào đường link Chi để bên dưới để mua em nó nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng với mình nhé. Đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của Đi Review để ủng hộ Chi nha. Còn bây giờ thì Chi phải tạm biệt các bạn rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé. Rồi, cắt.